Sáng 9 tháng 3, Thành đoàn Thủ Dầu Một đăng cai tổ chức lễ phát động ra quân ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự lễ phát động có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Chương trình ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực, như ra mắt các đội hình tình nguyện, gồm đội hình Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị, đội hình tình nguyện thăm khám phát thuốc miễn phí, đội hình tình nguyện vì cộng đồng, đội hình hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, chương trình đã tổ chức ký cam kết phối hợp tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố và thành phố không rác đối với các đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn Thủ Dầu Một. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Chánh Nghĩa, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân, đoàn viên thanh niên khu nhà trọ, trao quân dọn dẹp vệ sinh trồng cây, trồng hoa công viên và dọn dẹp vệ sinh tuyến rạch trước ban điều hành khu phố 3, phường Chánh Nghĩa.